rất tuyệt vời của Diễm Thị. Và bây giờ quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ giao lưu làm quen cùng với Diễm Thị thứ hai. Một thiết kế xây lúa giá cao đã gắn liền tuổi thơ với biết bao nhiêu con người. Một con người mà ở trường ở lớp tất cả các bạn nhỏ thế này chúng ta vẫn thường yêu thích đúng không? Chúng ta vẫn thường hay chơi đùa. Và hôm nay chúng tôi sẽ khá nhiều ngày để cho báo tay thật lớn ra nào. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, cố gắng lên nào, sức khỏe đúng rồi. Thank you.
Đó là một cuốn sách dẻo được. Và chỉ cần trong tay Kem có cuốn sách, Kem sẽ hiểu tại